Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Trung vắng họp đảng bất thường, dấy lên những đồn đoán sắp bị thay thế. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được ghi nhận vắng mặt bất thường tại Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội hôm 5 tháng 8 vừa qua. Đảng bộ khối ở đây là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sở ban ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và một số tổ chức hội nghề nghiệp. Đây được coi là một sự kiện quan trọng của lãnh đạo thành phố Hà Nội mang tính định hướng về phương hướng hoạt động và đề ra mục tiêu xây dựng Đảng. Theo VietnamNet, đại hội là đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững thủ đô trong giai đoạn tới. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, chủ trì sự kiện và gây bàn tán với hình ảnh ưỡn ngực đi trên thảm đỏ và không đeo khẩu trang trong bối cảnh Hà Nội đang áp dụng các biện pháp phòng chống đại dịch virus Vũ Hán một cách khắt khe, hạn chế tập trung đông người. Đáng lưu ý trong lúc chủ tịch trùng vắng mặt thì người phó của ông là Ngô Văn Quý hiện diện. Sự vắng bóng của ông Trung càng thêm khó hiểu vì đại hội nêu trên được cho là bàn đến những vấn đề trong phạm vi quản lý của ông này. Sinh mệnh chính trị của Nguyễn Đức Trung tức Trung Con được cho là đang nghìn cây treo sợi tóc và trong lúc đại diện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa cho biết vụ án Nhật Cường sẽ kết thúc công tác điều tra trong quý 3 năm 2020. Trên mạng xã hội cho rằng Nhật Cường Mobile là một trong các sân sau của chúng con. Công luận càng có cơ sở tin vào suy đoán này vì Nhật Cường sốc về một trong các công ty con của công ty Nhật Cường được chính quyền Hà Nội ưu ái giao xây dựng quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội. Các báo đảng cho hay liên quan đến vụ án này ngoài 28 bị can đã bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu, thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng còn 8 bị can đang bị trì nã. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng ông Trung đã thỏa hiệp để rút lui khỏi con đường đua trước đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam theo thông lệ của một bí thư ngã ngựa như trường hợp của Đinh La Thăng. Ông sẽ được điều chuyển về ban kinh tế trung ương, một ban bệ bị cho là hữu danh vô thực vì là nơi tiếp nhận quan chức bị dính kỷ luật. Về việc Nguyễn Đức Trung không hiện diện tại Đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan thành phố được Facebooker Hoàng Dũng bình luận trên trang cá nhân. Rõ ràng đây là một tín hiệu xấu dành cho ông Trung. Tin đồn cho biết ông này sắp bay chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban kinh tế trung ương thay vào đó là một vị đến từ miền Trung. Nếu đúng, đường vào bộ chính trị nhiệm kỳ tới của viên tướng công an này coi như đã bị khép lại. Thưa quý vị và các bạn, vụ Nhật Cường Mobile đã có những quan chức nào vướng vào vòng lao lý? Tháng 5 năm 2019, Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile. Tiếp đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc và 8 đồng phạm về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bước đầu, C03 xác định Huy và một số người đã được thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia, lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng doanh thu. Do Huy bỏ trốn, C03 đã phát lệnh truy nã, tiếp đó khởi tố bổ sung bị can này về tội rửa tiền. Tháng 11 năm 2019, C03 tiếp tục khởi tố bắt giam ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bùi Quang Huy cũng bị khởi tố thêm về tội danh này. Tháng 12 năm 2019, C03 khởi tố bắt giam thêm hai quan chức là Nguyễn Văn Tử, Tránh Văn phòng Thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Phạm Thị Thu Hương, Tránh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 7 năm 2020, C03 tiếp tục quyết định khởi tố bắt giam Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy nhân viên công ty Nhật Cường và Võ Việt Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất, ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam Nguyễn Anh Ngọc, Phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, chuyên viên phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ công an, C03 về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ba bị can này được xác định có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường Mobile do C03 đang thụ lý điều tra. Tháng 11 năm 2019, Thường vụ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội tham nhũng đã đưa vụ án Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi. Tháng 7 năm 2020, tại cuộc họp báo kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết một số vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ trong năm 2020, trong đó có vụ Nhật Cường Mobile. Thưa quý vị và các bạn, trong một động thái khác, Công an Cộng sản Việt Nam sắp ngưng điều tra vụ Nhật Cường, Nguyễn Đức Trung sẽ được thoát tội. Vụ án Nhật Cường sẽ kết thúc công tác điều tra trong quý 3 năm 2020, vậy hiện vẫn đang còn 8 người đang bị khởi tố và đang lẩn trốn, trốn truy nã. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp Báo thường kỳ của Chính phủ Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2020 vừa qua, khi các báo đã đặt câu hỏi với đại diện Công an về vụ Nhật Cường Mobile, trong đó có những diễn biến mới nhất là việc khởi tố bắt giam thư ký và tài xế của ông Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Báo tuổi trẻ dẫn lời của Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng phát ngôn viên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho rằng vụ án Nhật Cường là vụ án nghiêm trọng phức tạp thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng chỉ đạo. Liên quan đến vụ án này, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã khởi tố 4 tội danh buôn lậu thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khởi tố 28 bị can, trong đó có 8 bị can chưa bắt được đang bị truy nã. Hiện vẫn đang tích cực điều tra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2020, theo Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết. Ông Sô cho biết, hôm 20 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bắt giam các nghi can Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, trú ở phường Bù Đề, quận Long Biên, cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp Việt thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, tài xế riêng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Trung. Và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an C03 về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Hành vi của ba bị can nêu trên đã và đang đặt ra câu hỏi việc chiếm đoạt tài liệu điều tra nhằm mục đích gì, những người này liên quan đến vụ án hay thực hiện theo chỉ đạo của ai. Báo Thanh Niên đã liên lạc với lãnh đạo Bộ Công an và có và người có trách nhiệm Song những người này cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không có phát ngôn. Nói với báo Thanh Điền, một chuyên gia từ Pháp cho rằng hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án này có thể xảy ra các tình huống nhằm phi tàng các bằng chứng, chứng cứ vi phạm pháp luật của tổ chức cá nhân hoặc nhằm mục đích lấy thông tin để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vụ này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng bởi vụ án Nhật Cường đang được coi là đại án kinh tế tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đưa vào diện vụ án đồn đốc chỉ đạo. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2018, Nhật Cường Mô Bài bị cáo buộc các tội danh buôn lậu vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Bùi Quang Huy bị cáo buộc tội rửa tiền. Hiện ông này đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế trên mạng xã hội cho rằng nhật cường mobile là một trong các sân sau của nguyễn đức trung tức trung con công luận càng có cơ sở tin vào suy si đoán này vì nhật cường software một trong các công ty con của công ty nhật cường được chính quyền hà nội ưu ái giao xây dựng quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế giáo dục dịch vụ công trực tuyến của thành phố này Kết quả điều tra đến nay xác định công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật, theo báo Tuổi trẻ. Hành động này của Bộ Công an được cho là chiếu bí ông Trung vì ông phải đặt ra chỉ đạo với tư cách người đứng đầu thành phố Hà Nội vì vậy cho đến nay các báo nhà nước đề cập khá dày giặt về mối liên hệ của ông Trung con với Nhật cường mobile và chỉ dẫn tài liệu do Bộ Công an cung cấp thưa quý vị và các bạn cách này khoảng hơn chục ngày Bộ Công an đã khởi tố thư ký và tài xế riêng của chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung hai nghi can này đã bị bắt khởi tố và tạm giam Việc bắt giữ diễn ra gần 10 ngày sau khi hai ông nêu trên bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam khám xét khẩn cấp tư gia và nơi làm việc với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 liên quan đến vụ Nhật Cường Mobile. Cùng bị khám xét tư gia trong vụ này là ông Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, xã Tân Triều, quận Thành Trì, Đáng lưu ý là chỉ với hai ngày trước hôm 20 tháng 7, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung còn được báo Vietnamnet dẫn lời chỉ đạo thuộc cấp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ để chính quyền thực hiện là của dân, do dân và vì dân. Ông Trung cũng đề cập về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và nhắc nhở việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt. Tờ Từ Trẻ hôm 22 tháng 7 dẫn lời của ông Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật, công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software liên quan đến Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và các đơn vị liên quan. Mạng xã hội cho rằng Nhật Cường Mobile là một trong các sân sau của Trung Con. Dư luận càng có cơ sở tin vào điều đoán vào dự đoán này vì Nhật Cường Software, một trong các công ty con của Nhật Cường, được chính quyền Hà Nội ưu ái rất nhiều trong các việc đấu thầu liên quan đến xây dựng và quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực của thủ đô Hà Nội. Kết quả điều tra đến nay đã xác định công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp, theo báo tuổi trẻ. Liên quan đến vụ án Nhật Cường, đến nay đã có hơn 20 bị can bị khởi tố, cáo buộc khác nhau gồm có buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, ông Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Ông Huy đã cao chạy xa bay từ hơn một năm trước và hiện đang bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đe dọa áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt cho bằng được để đem về xử lý trước pháp luật. Trong một diễn biến khác, đã 3 tuần trôi qua kể từ thời điểm báo nhà nước nói ông Trung được đề cử huân chương lao động hạng nhất vì thành tích chống đại dịch virus Vũ Hán nhưng đến nay chưa có cập nhật kết quả của vụ này. Và với việc ông vắng mặt trong cuộc họp của Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa qua thì cho thấy rằng ông Trung con đang trên đà ngã ngựa một cách thê thảm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.